Rồi là nếu đầu tiên Dung Minh xin được gửi lời chào đến cô chú chị em mình ha, thì cũng đã lâu rồi không có lên để cùng chia sẻ cũng như là gặp gỡ cô chú anh chị em, những người yêu mến Nguyên. Thì hôm nay cũng là rảnh rỗi quay lại một số cái kinh nghiệm chăm sóc cây mai, đặc biệt những cái mai cuối năm. Và đây đặc biệt là cái bộ đôi mình thường hay phối để làm trình bông to bông hoa. Thì Nguyên sẽ tiến hành Nguyên nói trong cái video này để chia sẻ cô chú anh chị em mình. Thì cái mai này là Nguyên không có chơi Tết hay cô chú anh chị em mình, nên là mình xả lá xuống xuống sớm. Thì cái này là mình chơi kinh thức là biết sao mọi người, tưới nước vào chất tối phun trên lá nè, thì nó cháy lá nó rụng lên nè mọi người, rụng nóc chân luôn. Thì bây giờ cái này là trước Tết rồi rất là nhiều luôn rồi. Tại vì cái mai này năm nay nó cũng không có đạt nữa, mới vừa thay chậu trong một tháng hai tháng gì gần đây thôi, cho nên là cái tỷ lệ mà mình xả bầu ra mà nó bị ảnh hưởng rễ là có nha của chú chị mình. Hôm nay là mình cào rễ ra rồi, bây giờ nó ra như thế này thì Nguyên sẽ tiến hành bấm bỏ nè. Nhưng mà đặc biệt khi mà tưới những cái dòng mà kali cao thì hoa nó chỉnh hoa to. Thì đây là một bộ đôi mà Nguyên sẽ quay trở lại để chia sẻ của chú anh chị mình. Thì đầu tiên mình Nguyên sẽ tiến hành Nguyên quay một số cái mặt bông để cho mọi người ngắm tham khảo cái đi ha, rồi sẽ tiến hành quay lại chia sẻ để phối phân và cũng như là tưới. Từ đây tới chỉ còn mấy ngày thôi thì chúng ta tưới một hai lần nữa thôi ha cô chú chị mình. Thì đây là một số cái dòng mai cúc nhà Nguyên ha cô chú chị em mình đó. Thì cái mai này cũng chỉ là mới vừa xả bầu và cũng như là để mà nuôi tiếp tục lên thôi đó. Thì bông nè, này cái này thì chắc nghĩ là lai từ 45 ra nha cô chú chị mình đó. Bông khá là đẹp nha cô chú chị em đó, lá đỏ. Hồi hôm qua mình chưa có quản lý được mà mình lu bu thì bây giờ sâu năng mới vừa phun xong chết rất là nhiều luôn nha cô chú chị em. Ra lá đỏ nè, thấy không, đỏ khá là đẹp luôn đó. Thì nó sẽ có một số mặt bông quay cho cô chú anh chị em mình. Thứ nhất là đầu tiên là cây mai này, mai này thì nó nở nè, thấy không, chưa, nhưng mà tới ngày mình sẽ lặt tiếp thêm và những cái này mình sẽ cắt ngắt bỏ. Cái này chắc mày hàng này mình có thể là không có giao lưu được rồi đó. Thì đây là cây mai mình cũng đã tưới cái bộ đôi đó đó cô chú anh chị em mình, mà không phải là nở sớm nha, tại vì lý do là cái chậu này nó khá là nhỏ nè. Thì nguyên nhân mà một số cái cây mai nở sớm, thứ nhất là cái chậu nhỏ là để khô rồi tưới nước thì nó rất là dễ nở sớm, và thứ hai là cái chất trọng ta rất là ít nè, cho nên là nó cũng ảnh hưởng nó nóng nè. Nóng thì cái điều kiện nóng thì cây nó sẽ phát triển mạnh và bộ rễ nó phát triển mạnh thì nó cung cấp cái dinh dưỡng lên thì cây nó rất là dễ bị sốc nhiệt và nó nở sớm hay cô chú anh chị em mình đó. Thấy mọi người, thì cái này mình quay để cho cô chú anh chị em mình ngắm mặt bông chê thôi. Hàng này Nguyên cũng để ngắm cho vui thôi mọi người đó, thấy không? Cúc qua hồng bông khá là đẹp nha. Nhưng mà các bạn có thấy mà tình trạng mà cái bông mà nó như thế này nè, bị nám nám nó là bị do nguyên nhân là do cái bộ chỉ rồi. Chúng ta bị phun nha, lặt lá xong ta phun rồi. Thì tiếp theo đó là cái đây là cái dảo nè, dảo đa phúc mà cô chú chị em mình ha. Dảo đa phúc bông cũng khá là to, cánh nó nhọn. Đó. Dòng cúc thì mình khá là nhiều luôn. Để mình sẽ kiếm một cái số cái bông nó nở thì sẽ quay cho cô chú chị em mình xem ha. Rồi mọi người, thì dòng cúc đây là những cái lô mà mai mà Nguyên đã trồng gắt và Nguyên bứng lên nè. Đó. Thôi bây giờ Nguyên sẽ không làm mất thời gian của cô chú anh chị em nữa. Bây giờ mình dắt mọi người đi xem một cái dòng vậy thôi. Rồi mình sẽ tiến hành mình quay cho mọi người xem và cũng như chia sẻ cô chú anh chị em mình. Đây nè, đây là cái bộ đôi mình thường hay chia sẻ nè nghe mọi người. Phân bón lá nè. Đó. Thì cái này là 13046 đó mọi người. Nhưng mà nó để 1346 thôi. Thật sự là 13046, 13 đạm, 0% lăng và 46% cali. Đó. Thì nó sẽ giúp cho cái quá trình này mình học rồi mình đầu mình áp dụng vô thôi ha. Đó, thì đây là giúp tăng khả năng hấp thụ phân bón và các dinh dưỡng nè. Nó cái này mình không có cần chú ý, nhưng mà đối với cái thằng là lăng cao á thì nó sẽ kali cao á thì nó có tác dụng, đó là nó dẫn chuyển nước nè. Đối với những cây mai con thì chúng ta một hai lần thì chúng ta tưới vô thì nó làm cho quá trình mà đối với những cái ngày nắng hạn á cô chú anh chị mình thì nó sẽ giúp cho cái quá trình mà hút nước của cây nó mạnh mẽ nè, bộ rễ hút nước mạnh mẽ, vận chuyển nước mạnh mẽ, tại vì kali tham gia vào quá trình vận chuyển nước. Cái thứ hai là tiếp tục đó là vận chuyển nước xong thì bắt đầu là nó sẽ làm tạo đường, tạo màu sắc cây nè. Đó, thì bắt đầu kali nó tham gia vào quá trình nuôi nụ, tránh cái tình trạng nụ nó bị rụng nhỏ, nó bị teo tóp, nó nhỏ, nó bị hư nè. Thì kali là nó sẽ giải quyết mấy cái vấn đề đó ha. Rồi nó làm cho bông nó chỉnh đẹp, bông to, màu sắc đậm. Đó, thì phối với cái thằng Humic 322 này vô thì nó rất là tuyệt vời nghe cô chú anh chị em mình. Đây đây là cái thằng Humic 322, thì cái này là nó có cái nó cũng vẫn là nó rất là nhiều cái giai đoạn, nhưng mà cái giai đoạn qua vẫn xài được nó, rồi tăng khả năng đậu trái được rất là nhiều luôn. Ngoài ra thì nó có cái thằng, tại vì phối vô thì cái này cái bài nha mọi người. Rồi cái quy trình thì cái này nó có cái thằng sắt nè, sắt thì nó sẽ làm cho cái màu sắc qua của chúng ta nó đậm lên ha, và bông to bông đậm.
Thì khi mà tưới hai đó vô từ đây tới cho đến trước ngày lặt lá nha mọi người, thì nó sẽ giúp cho cây mai chúng ta nó rất đẹp. Đừng nhìn một hai bông mà các bạn nói ừ tại sao mà nguyên đem cái mai này thấy ghê, không có bông nào chứ mà đem lên nói. Tại cây mai này mình không có để bông nha mọi người, mình có đặt lá một xô một sớm này. Thì tại vì bây giờ nó chỉnh bông lên thì mình có này mình quay thôi. Hàng ra cung cấp ra cũng gần hết rồi. Đó. Thì chỉ còn có số cây nữa thôi nha. Rồi cái này là tại vì mình không có là nuôi nè mọi người, mình đâu có nuôi đâu, mình lặt hết trơn à. Tại cái này mình đang nuôi rễ, nuôi đế nha. Thì cái bộ đôi này là Nguyên chia sẻ cô chú anh chị em mình để phối. Thì cái này là tầm khoảng chừng 3 gram đối với cây mai lớn nè, mai tàn nhiều, lá nhiều, và 2 gram 2C cho 1 lít nước đối với cái humic này để phối với nhau và tưới gốc ha. Tưới gốc và phun trên lá luôn đều được. Đó. Thì tại vì mấy ngày này là Nguyên không có chơi Tết thì mình lặt lá để cho cái giai đoạn mà tăng trưởng của cây á nó dài ngày hơn thì nó phát triển sẽ ok hơn ha cô chú anh chị em mình. Này chiều mình sẽ tháo dây nhôm ra. Này mình bấm thúc lại nè. Đó, giờ nó ra nè, cái này qua ra thì chúng ta nên phun cái bọ chỉ nha, phun phải phun bọ chỉ vô nè mọi người. Phun trước khi mà nó xuất hiện cái bọ chỉ nha thì nó sẽ phòng ngừa bệnh được tốt hơn. Nè, đây nó mà hơi bị cắn cắn này nè. Họ mới vừa phun cái đập đó cô chú anh chị em mình. Đó. Rồi, thì cái này là cái 13046 thì cái trên thị trường mấy anh em xài rất là nhiều, nhưng mà Nguyên biết cái này thì Nguyên chia sẻ cô chú anh chị em mình này thôi. 13046 kali cao. Làm cho lá già nó và nở cái trình bông lên đẹp, thì cộng với thằng humic này thì bắt đầu nó sẽ tạo màu sắc hoa nè, bông đẹp nè, hoa to đậm màu nở dai nó. Thì đó là một số cái yếu tố mà Nguyên muốn chia sẻ cô chú anh chị em mình ha. Đó. Còn ngoài ra thì khi mà đối với những mai con thì tưới này vẫn được nha mọi người chứ không có sao nha, tưới một lần hai lần không sao. Thì tưới một lần lần đối với những cái mùa mà nắng nóng như thế này đây thì bắt đầu nó sẽ giúp cho cái quá trình vận chuyển nước của cây nó tốt hơn, nó chống hạn được tốt hơn đó. Kali nó làm nhiều cái nhiệm vụ. Rồi cộng với nguồn humic này nó rất là nhiều vitamin đồ, rồi canxi đồ, với bo đồ trong này thì nó giúp cho nè, humic 32 nó vẫn có 3% mà đạm, 2% lăng và 2% kali. Đó. Nó làm cho cái màu sắc của ông ta nó đẹp, phát triển mạnh ha. Thường thường Nguyên phối là Nguyên phối cái vô cơ với hữu cơ vô, nó có này có nọ, giống như có cá, có thịt, có rau vậy đó cô chú chị mình, để cho nó ăn có thể là nó được nhiều chất hơn và nó sung cây hơn. Thì đó là cái kinh nghiệm mà để mình phối phân. Nay chia sẻ bộ đôi này để cho cô chú anh chị em mình có thể lựa chọn và chúng ta có thể tưới ha. Đó. Rồi thì cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình ha. Mọi ý kiến thắc mắc này hãy để trong phần bình luận, Nguyên sẽ trả lời cho cô chú anh chị em mình tất cả ha. Đó. Bây giờ bên đây mình cái dòng này mình cũng chỉ là còn những cái dòng cây gin thôi. Những cái mà cúc gin đó mình ươm giống rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị em mình. Cúc bi có ở trước nhà Nguyên thì rất là nhiều luôn. Đó. Thì mấy anh em nào có nhu cầu thì có thể là liên hệ để mình giao lưu những cái mai mà cúc gin ha. Nhìn bông khá là đẹp nha cô chú anh chị em mình. Nở những màu sắc tươi thắm nè. Cái này mà mình hỏi mình cũng đã tưới kali nè, tưới vô cho nó già lá nó mau rụng. Đặc biệt là tưới vào buổi tối á, phun trên lá thì cháy lá rất là nhiều nha. Để mà rụng lá luôn, khỏi chứ lặt luôn nha mọi người. Đó, rồi xin cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem ha.